tiếp tục vào việc anh chị ơi. Ở trong cái khu này rất đẹp luôn. Lô đất này đối diện sẽ là một cái khu vực mà để cho anh chị mình tha hồ để xe máy ô tô, giống như một cái sân trước luôn quý chị nha. Đó, đây, ngang 5m lô đất mình đây này. Có mốc giới hẳn hoi này quý chị. Phường Đông Hòa anh chị ơi. À, khu dân cư đẹp như thế này mà quý chị. Đây. 12m con đường này, và chỗ đây là phường Đông Hòa, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương. Nhắc về phường Đông Hòa thì anh chị ơi, tiện ích xung quanh là bùa vây. Ở đây con em mình đi học nhá, đi bộ giúp em nhá. Đây, nhìn thẳng qua đây này. Trường học đâu quý chị ơi, trường học đâu quý chị sao? Đó, trường tiểu học Đông Hòa C ha. Ở đây là khu tái định cư quý chị ơi. Xây dựng ở đây anh chị ơi, xây tự do thoải mái, mình có thể xây nhà cấp 4, xây nhà lầu, xây nhà tạm, xây gì cũng được. Tại vì sao? Tại vì đây là khu tái định cư Đông Hòa. Nguyên cả cái khu này bây giờ quý chị theo. Đấy, nhà mọc lên như nấm sau mưa luôn quý chị ơi, quá trời đẹp luôn quý chị ha. Khu này tầm 1 năm nữa thì em nói với anh chị mình vào đây là chỉ có mê thôi ha. Lợi thế của lô đất này quý chị. Đây, đối diện ở đây không phải là cái dãy nhà ha. Đối diện ở đây sẽ là cái vỉa hè. Bên này tường là đất nhà người ta quý chị, bên này tường là cái vườn cây nhà người ta nha, em xem rồi nha. Mình xây nhà lên mình để ô tô để xe máy ở đây được không, làm sân trước được không, quá đẹp chưa. Tận dụng đi quý chị ơi, đất ở thành phố mà quý chị ha, đất đất vàng mà ha, kiếm những cái vị thế mà có những cái lô đất như thế này, xây một căn nhà bên đó để ô tô bên đây không vướng ai, tại vì chỗ này là cuối đường rồi. Đây quý chị này, cuối đường rồi, em nói với anh chị mình đẹp chưa. Anh chị ơi xây ở nha, vào việc ngay, vào việc ngay quý chị nha. Một khu dân cư phải nói là đẳng cấp, tại vì đây là phường Đông Hòa, một khu vực gần làng đại học, gần Thủ Đức, gần thành phố Hồ Chí Minh. Trời ơi, 1 km mình đi qua đây, chợ Đông Hòa, ngã ba cây lớn, ủy ban phường Đông Hòa, 1 km. Ở đó có đường quốc lộ 1K. Còn băng qua bên kia đường sẽ là làng đại học quốc gia. Đó, lô đất của mình đây. Đó, ngang 5m quý chị. Ở trong đây là người ta phân đều hết quý chị. Ngang 5, dài 12, dài 12 vào tới đó ha. Lô này là 60m2, thổ cư hết, xây hết đất. Anh chị tưởng tượng đi, 60m2 nó xây giống với căn nhà đó. Đó, ở đây là đều hết nha. Mình xây nhà mình sẽ xây giống vậy ha. Anh chị ạ, xây nhà lầu cũng được mà xây nhà tạm cũng được, tùy theo công năng sử dụng, anh chị muốn xây gì thì xây. Lô này là hướng Tây anh chị nha, sổ sách giấy tờ đầy đủ, em Hải chỉ review sổ hồng riêng thôi. Và lô này đang cần ra vội luôn, 2,8 tỏi quý chị, là còn nói chuyện chính chủ anh chị nha. Anh chị nên nhớ là đất tại phường Đông Hòa, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương. Lô đất nằm trong một con đường 12m, nằm trong một cái khu dân cư, khá đẹp luôn. Nếu anh chị nào mà lấy ở là phải vào việc ngay, phải vội anh chị nha. Những cái lô như thế này bên em ra rất là nhanh. Em xin cảm ơn.